đó, cái đâm của mày sao nó hồi mày vác ba lô đi. Mạnh mang cái đó anh nhanh là. Ừ, chạy. Hello anh em nha. Hôm nay tụi mình lại tiếp tục đi bắt cá. Và tiếp tục cái series bắt cá của mình. Chào anh em. Bắt cua nữa. Và bây giờ tụi mình đang chuẩn bị đồ để đi. Ok. Các bạn chúng ta cùng theo dõi ha. À, đây là cái ao mà hồi trước mình có từng làm một lần nha các bạn. Đợt này nước cạn bắt đầu mình tiếp tục series quay bắt cá. Và mấy anh em của mình nãy đang bắt ngoải á. Bây giờ mình sẽ đi theo chân mấy anh em ra ngoải. Cái ao này về mùa nước cạn lội rất là đã luôn. Hồi trước mấy cái clip trước mấy bạn coi là cái ao hơi sâu. Anh Như ơi. Kia nó kêu có ăn rồi Miu ơi, cũng vừa mới kéo lên có ăn rồi, có ăn rồi. Trơn chú giữ hay vậy, anh em mình có ăn rồi. Gì vậy? Này nó khóc kiểu rồi. Hát ngọt dữ cả. Đâu phải hát đâu, nó khóc á. Em nói mà. Mốt đừng hát nha. Cá phi không ha? Cá phi. Tép bò. Nhiều chưa? Đó, mở sọt ra coi đi. Ủa nhậu chưa anh Miu? Mới quăng có ba chài đó. Thế hôm nay chưa ăn sáng, xếp máy hơi lâu, trễ hai chài rồi. Xanh thích bắt hết. Mày điên quá, này cái sạc ngon rồi. Quăng có ba chài mà gần ký rồi đó. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình. Đồ ăn gì đây? Muối ớt. Muối ớt hả? Muối ớt. Cái gì vậy à? Không gom sẵn. Nước đá. Không gom sẵn. Nghệ thuật chưa? Dướng chài rồi. Dướng gì anh nhanh? Dướng ba cái rác được. Cây cối được. Nãy vũ chưa sạch. Chai tròn có gì? Chai tròn à, chai tròn thì có tép. Ừ. Chai méo thì có tôm. Chai méo có tôm. Ừ. Mà chai tròn thì bắt cá nhỏ, mà chai méo bắt cá bự. Chai tròn bắt cá nhỏ. Ừ. Chai mó bắt cá bự. Ừ, chai méo bắt cá bự. Chai méo bắt cá bự. Nãy anh chai tròn hay chai méo? Chai méo. Méo hả? Méo bắt cá bự rồi. Trời, duy nhất một con. Đâu? Duy nhất một con. Bạn trên kênh của Miu Seven nha. Bên kia có người ngủ kìa. Nhân võng nằm ngủ rồi đó. Thằng Mạnh nó mò lên chảnh rồi. Bên kia thấy cá nhiều quá. Đạp gì giống đạp cứt rồi ta. Thấy nó nổi lên phần lên phần. Đá cứt á. Cảm nhận của mình là tốt nhất mà. Thằng này con vợ nó cũng làm YouTube mấy bạn ơi. Nó đang lấy tư liệu. Quay đi, quay đi, quay đi, quay đi. Sâu dưới trời. Nó là Trịnh Thắng Bình. Nhưng mà khi người ta nói Huỳnh, người ta nhắc tới Huỳnh Nhu, thì ai nhắc tới Huỳnh Pháp đâu. Em biết bữa giờ mày có coi trên mạng có bà già không ta? Có kẹo điếu thuốc này nè. Không. Trên Facebook có mày có bà già kẹo điếu thuốc này nè. Mới ngồi gác cái giò anh với kêu anh em còn cạc trình cảo xạo lộ. Anh em mở ra cái anh em sống chết có nhau hả à. Kêu anh em còn cạc trình cảo xạo lộ. Tụi má cười quá đó, đi nhậu cười cũng lo lắm. Thôi mẹ ơi, má sợ có chuyện gì nào cuối năm. Ui má vô đó rồi, tưởng đâu lừa xong rồi nhậu lời, nó cuối cùng quấn lộn nữa. Cái nào cũng vậy, cho mày lừa ha, đụ má mày né. Cho rồi. Biết, lon bia để đâu? Nó cá
lớn, cá lớn. Rồi bạn thấy mất chúng ta lấy rồi chứ sao. Đúng này cả. Đồ má con cá bành trướng ra. Đâu 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 đâu. Cá. Cá đẹp không? Cá lóng. Má cá ngon à. Cá gì chà bá trời. Con cá chào nó kìa. Trời ơi vô rồi trời. Cá sặc nữa. Cá sặc đem về mạnh mày, mấy con mà chiên ăn mạnh. Ôi cá sặc chiên ăn cơm hết mà. Bài luôn. Không mạnh có mình nè cho nó ăn được á. Ừ, bắt đi. Bắt cá lấy cá sặc này cá. Lấy sặc cho nó luôn đi. Để họ bỏ bịch á về nhà. Đánh dậy nặng bụng ra chiên lên. Má được mấy cử cơm mày á. Con cá này bự quay coi. Đưa. Cá chào. Cá này em mất hết. Vậy? Thà đến nhầm không bỏ sót. Cá chào nó nhảy ghê lắm á. Bắt cá đó luôn hả? Bỏ đi, lát hồi đưa mấy cá này ăn ngon hơn. Thôi được rồi, thả đi. Mày thấy ông răng rồi xong rồi vẫn chết đây thấy không? Để bắt lên người ta. Cá sặc về chiên cơm ăn hết bài. Ồ, má sặc cho đưa mạnh á. Cẩn ký là mạnh ăn khỏe rồi. Mẹ là mấy con là mấy là con cá phi mà tưởng đâu con cá điêu hồng. Ừ, đẹp ha. À, ừ. Thì trống. Đây là tôi cũng trình bày một bài nhạc của bà nhà nhạc Trịnh. Người ấy có tôi mơ em yêu em như anh đã từng yêu. Cô già gửi chanh ngu quá đấy mà dép. Mình tổ chức ở đây phải không? Có mình tổ chức ở đây nha, mình để đốt lửa đây nha. Em sẽ quay ra đi cho lực lượng nó còn thường sẽ quay đi bắt cá. Ok. Trời ơi gió ngược. Bung lại nắp luôn. Cái chỗ này mày thành một nhúng. Tại chỗ này lặn bắt vài cá bự lên nướng lên nấu đi rồi đâu. Lặn mò cá các bạn. Ông này có biệt tài lặn nước sâu tới cỡ mấy, ông lặn xuống đáy rồi ông bắt được cá lên. Thấy chưa? Thấy chưa? Qua đây anh chọi xuống. Rớt bây giờ. Mẹ rồi. Rớt trong đây nè. Ê, qua đây lấy nè. Qua đây lấy nè. Trời ơi nó gớt mẹ chứ sao thằng mạnh kìa. Rồi. Đó, ừ. Ok. Bọn đâu là người đó, kìa bọn cẳng à. Trời ơi. Cá lóc rồi. Ôi, ôi ơi, con gì chà bá luôn kìa. Xách lại đây anh nhanh. Duy nhất trên YouTube nghe các bạn, chưa từng thấy ai mà lặn mà tay không xuống sông mà bắt cá nghe. Ờ thiệt, duy nhất tại YouTube tới chứ bộ. Đúng rồi, ai mà không bắt cá được. Bắt ra đây, dở con cá lên coi coi. Đưa con cá ngay ống kính đó. Rồi, ôi ơi, đó. Quay tao luôn chứ. Thấy không các bạn? Đó, cá này. Các bạn đi vòng dạo trên YouTube coi có ai mà từng tay không mà lặn xuống sông bắt cá nha nghe. Mình nói trước các bạn là cái sông này là sâu dữ lắm luôn nghe. Tao quay nha, tao quay nha. Quay đi. Tôi quay ra cảnh nó đang mò nè, lẹ đi, quay cảnh nó mò nè. Mày mò có gì mà hay? Quay cảnh nó mò, đừng quay cảnh nó ra mò. Chưa. Mày làm màu quá vậy. Ôi. Ôi. Tôi vào dính cá rồi. Cho nội đời thứ 12 của ít kêu đấy. Ít nhanh hả? Cá chưa hết mà hết hơi. Sâu lắm mấy bạn ơi. Không phải đơn giản mà muốn bắt cá dưới đây là bắt đâu. Tại vì cái ao này ngày xưa người ta xây dựng khu chung cư á, người ta lấy đất ở đây về sang nền. Cho nên là rất là sâu. Ôi trời ơi. Chà bá luôn. Má phi đực đó đại ca. Sâu lắm luôn á mà ông bắt được cá luôn. Bốn lại không? Con này cá cái. Cá cái, có cá cái, cá đực nữa hả? Má bự vô. Bom 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 xài. Mày cứ lo, đừng có nghĩ nó xảy, tôi dân miền Tây mà. Mày trời ơi. Tôi bắt cá trên bờ còn được, đừng nói dưới nước.
đúng rồi, bắt cá trên bờ còn được, đừng nói dưới nước nha các bạn. Ở này nè, đâu thấy kỹ chưa, zoom kỹ con cá đi coi, rồi hai mắt chớp chớp chưa. Thằng kia nó đang làm cái gì à, lấy củi, lấy củi, quay lấy củi đi. Nhẹ nhẹ mạnh ơi, mày bẻ cây người ta ra tao quánh chết luôn á, làm đùng 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 thôi. À, từ chỗ cái ao vô anh em tôi nãy giờ bắt cũng nhiều cá rồi, bây giờ quyết định là hạ trại ở đây, giờ sẽ nướng cá khúc này. Thằng kia nó đang đi lấy củi về kìa, chỉ còn đợi là Miu Seven là người sẽ khai quả thôi. Nếu mà đốt một lần không cháy thì anh ấy sẽ đốt hai lần, và khi anh ấy đốt hai lần mà không cháy thì anh ấy sẽ đốt ba lần. Anh Miu ơi, nói là kinh nghiệm đốt lửa anh có nhiều chưa anh Miu? À, nói chung là thưa nhà đài là vậy nè, thì tụi em cũng đi bắt cá thì kinh nghiệm đốt lửa thì cũng có nhiều rồi, nhưng mà nói chung là cái gì cũng vậy, nghề dạy nghề, nhưng mà anh biết là cái kinh nghiệm đốt lửa của em từ đâu ra không ạ? Không biết, anh nói sơ sơ về vài điều đó chứ. Dạ là hồi đó là em mà mỗi lần giận vợ là em châm lửa em đốt nhà. À vậy hả anh Miu ha, cho nên là em mới có kinh nghiệm. Thì đó mà bắt đầu mà anh Nhanh thấy em có kinh nghiệm bắt đầu mới tiễn em đi bắt cá rồi này kia nè. Ông bà nó thường nói là có câu là có khói thì sẽ có lửa. Ok, nói còn ngu nữa, phóng viên con cặc thì ngu như con giò, không có lửa làm sao có khói, có khói thì có lửa, không có lửa làm sao có khói. Phóng viên con cặc rồi nửa ăn học đàng hoàng cho cha rồi. Mẹ cho ăn học đàng hoàng làm phóng viên mà ngu như con bò á. Trời ơi tắt luôn à, anh Minh ông tại đè củi lên nhiều quá. Xe vơi xe vơi xe vơi bắt củi ra không, bắt củi ra không, tưởng họ đè nặng lên á. Mày biết cái gì, nhiều đeo thì mèo đeo đốt tượt, mèo 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 suốt ngày mèo 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 trái rồi kìa cha nội, đốt trái con bữa đi ai, mày làm ăn cái gì thôi mày, cái đống cùi này bao giờ vớt lên mà kệ chết được kìa. Trong lúc chờ anh em đốt lửa nướng cá thì tôi xin muốn một đường quyền xin giới thiệu các bạn, trước lúc mà mình làm nghề bắt cá này thì mình là một võ sư. Mồi chó đi anh, mồi chó đi. Mình là một võ sư, mình thụ học của một võ sư người Bình Định. Sau 10 năm tôi khổ luyện thì bây giờ võ của mình cũng đã thành thượng thừa. Bây giờ mình xin biểu diễn một bài quyền ha. Ông bà mình có câu là ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định múa roi đi quyền. Bây giờ tôi rồi đi đừng roi thần truyền mà quyền an nhân. Cha hi hi hi. Cha hi 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 nắp lon bén nè, cái nè đứt lên tét đứt luôn á. Khổ quá, một đống lửa mà mấy con cá mà tới hai thằng YouTuber nó bu. Cá lớn quá sao ta? Chưa cái mà. Bắt đầu đi. Mày bắt cái gì cả? Câu nói em miền Tây không tin đúng không? Em là Hà Tây á. Hà Tây cửa ngõ thủ đô. Gì đấy? Ôi thôi má con cá này. Các bạn thấy không? Có tin là tụi mình đi trong vòng chưa tới 10 phút luôn. He, vừa quăng chài vừa lặn bắt cá chưa tới 10 phút mà cá nhóc hết trơn nè. Đó thấy chưa? Ủa về giờ mình giới thiệu cho kênh nào ta, máy trên máy dưới. À, xin chào tất cả các bạn đến với
vlog của kia anh ấy quay kìa, ông kéo kìa. Cho hai máy luôn rồi, làm hai máy luôn đi. Của Miu Miu Thảo vlog quên Ngọc Thảo vlog Miu 77. Ôi mệt quá má, nếu biết giới thiệu cho kênh nào luôn. Này đó thấy nhiều cá nè, đi chưa tới 10 phút nha mấy bạn. Giới thiệu anh thôi, buồn cười quá. Má mình cá đã kìa đại ca. Đúng không? Sao cá sặc con ném nữa ngá? Đó giặt mày đâu rồi, lụm lại. Đồ đúng đúng đó, rồi. Đổ ra lại. Nó cái chào. Cái chào con chết mẹ nhảy. Ở trống trống cái trống cái mày ơi. À cá lô phần em đây nữa à. Ừ. Ê đẩy. Con cá chào này mà để cho hắn mấy con nhỏ 18 đôi mươi có lũi thì thôi đừng nói tới nữa. Ứ rồi nó bậy quá trời bậy. Mình làm văn hóa mà không có văn hóa gì đâu. Văn gì thì đúng vậy văn hóa đó. Cái lóc bắt về đi mạnh, kho chung với là cá đi. Nè mấy con cá này bắt về đi, mày bắt nè. Nè. Mấy con cá này bắt về đi nè. Còn sống nè. Bắt về đi. Phải bà ca nãy là ca đúng không? Ca gì? Ca là phải đúng chứ. Nắng lên rồi ta ngồi phơi giá con buồn cho quay. Nắng lên rồi anh ngồi anh đốt đốt lửa lên anh nướng cá phi. À à à. Này quá càng đừng có phi. Tê 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 tê. Ê, 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 nhậu rồi xỉn luôn. Chừng như không đủ cùng với sao ta? Đủ, ngàn trái rồi đừng đủ. Con cùi đóng bên kia cá nhiều hơn cùi. Em đi đừng đừng kêu nữa, kêu nữa là cá không à? Cá nhiều hơn cùi. Khỏi như cháy nhà. Thì ở trong cái lúc mà anh em mình ngồi canh thì mình đâu có làm gì bỏ ổn cơm. Làm gì? Tắm mà. Má tắm lên người ướt ướt thà tắm về luôn. Đi qua tắm tao mà khui lon uống chứ. Thôi từ từ đi, đợi anh nhanh rồi đấy, chín cá rồi. Mày dội quá, mày thèm thường quá, bia bọt có gì đâu mà thèm. Ăn cá tái đi, ăn ăn sushi gì đó. Làm gì đâu, đợi anh em chút xíu, bia bọt có gì đó. Ê, xách đi đâu mày? Đưa đây. Con cá. Chào anh, cá quay là cá chào á. Ủa sao nó hiện đâu rồi nè? Cá nóc. Cá nướng xong rồi. Cá nóc mà. Thơm ngon béo bổ không mấy bạn? Đã chưa? Các bạn có tin là tụi mình chỉ trong vòng 5 phút mà bắt được nhiêu đây cá này, cá trong 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 bếp còn nhóc nữa. Quá trời quá đất luôn. Đó. He. À tại vì cá lóc nó ngon rồi. Mình lấy nhạc ở trên YouTube thì sợ dính bản quyền, cho nên bây giờ mình sẽ làm một cái đoạn intro có nhạc mà không sợ dính bản quyền. Bắt đầu 3 2 1. Tè 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 tè. Có cái lọ, có cái chai hả? Đây hôm nay anh này không thèm bắt cả nâu kiển này nha. Bây giờ gì? Quay. Ngồi bên đó à. Má ngồi bờ sông gió mát luôn. Bia rồi rượu rồi. Cá muốn ra thiếu gái nữa xong. Có gái là lượt view tăng đấy. Chờ nãy giờ mới có ăn. Trời ơi đã quá. Đấy. Vô cả nào. Anh em mừng rồi. Ăn mừng cá vườn món mới nè. 3 2 1 vô. Anh em thấy ngon thì hãy like, subscribe, chia sẻ kênh nha. Thằng nào like nhiều đưa tới đây ăn luôn. Nâu rồi đây nha. Ngon. Đợi mở quán bây giờ. Đúng không? Tao mở quán là tứ bảy nhật hay vô đúng không? Đó. Anh ăn thử cái này mà anh.
là cũng làm ảnh làm công việc cho hết ngày mới đi á. Vợ nào rồi? Mày đúng không? Ngon quá mấy bạn ơi. Bạn cá lóc nó ăn như nó khô quá rồi ra. Nó mướt cá phi được ăn. Nè ăn cái trái mới ngon. Ngon hả? Hả? Ăn cái trái mới ngon. Đũa bọc đi hết. Bọc bài bọc đi. Ăn theo kiểu thời tiền sử vậy đó. Không, đây mình Ấn Độ làm gì tiền sử anh. Quên hồi về quá khứ. Mình bây giờ kiểu là đánh theo kiểu phong cách Ấn Độ. Vì đồ đá Pakistan này. Thời kỳ đồ đá mới gần đây chứ nhiêu. Đồ đồng 2 triệu năm rồi. Không rồi, mấy triệu. Đồ đồng người còn gần hơn cái thời kỳ đồ đá à, nói bữa đó mới có ống sự xong là đồ đá đầu tiên anh. Cá này ngọt nè. Đồ đá mới đầu tiên. Cá ngon nè. Mày không có biết cái gì hết trơn mà mày nói về lịch sử tao nói. Mày này mạnh để tao nói cho mày đồ nghe. Đồ đá đầu tiên đúng không? Thời kỳ đồ đá gần đây nhất thôi mà hiện giờ bây giờ vẫn còn một số thanh niên còn xài thời kỳ đồ đá à, đồ đá không? Rồi. Hiểu không? Mày không biết cái gì về lịch sử để tao nói cho mày nghe. Thanh niên này vừa thoát khỏi thời kỳ đồ đá. Thôi giờ mày làm ăn lương thiện thì ai bắt mày nữa đâu. Không có lên nói à. Quế anh ra nào. Ngọt ngay đúng không trời. Đã quá. Cá ngon nè. Ăn thử cá ngọt đẹp á. Cá gì vậy? Người ăn miếng bóc miếng đi. Thử. Thử cá ngọt đi. Ngọt ngay à. Ui nóng quá. Ừ tắm coi. Ngọt. Nóng hồi ha. Ngon đấy. Ngọt. Ngon đấy. Ừ. Nóng hồi vừa thổi vừa ăn. Nói bữa khổ, má đeo đã đi đeo cá nó ăn. Hôm tao sáng là tính kêu nó, nhưng mà biết sao tao tính tới tính lui tao nói thôi, không kêu nữa. Thằng mà tính nó đàng hoàng thì tao không kêu rồi, cái tội gì. Không đi lên quanh đây cũng được, ví dụ vào trong kia, rồi trong kia thì mày sợ thôi. Không. Rồi trong kia mày sợ. Kể cả đi chung nó không cho đi nữa. Nó nhiều cái phong cách nói chuyện của nó dễ bị gây gỗ. Kinh. Tao tính kêu thằng cu quyết nó đi á, thằng đó nó hiền. Nhưng mà biết sao, sợ nó không đi, thằng đó nó lại dở cái được cái này mất cái kia. Một thằng này chịu lội, chịu bơi, chịu nhào. Thì á, tánh thì cọc lóc. Còn một thằng á thì đúng mẹ nó hiền, ngoan. lội đồ không được. Thấy lội là quải rồi đó. Quá như giờ như thằng cu mà cho nó lội qua cái sông này nó sẵn sàng lội được mà thấy dơ là nó không chịu lội đâu. Độ ma đâu ra mà kiếm được những thanh niên chuẩn như tụi tao ở đây. Điều gì cũng chơi hết được. Đúng không? Thanh niên chuẩn. Ủa mày nghĩ tao không chuẩn à? Từ đang suy nghĩ mà. Má bữa có cá, bữa cá quá trời không? Nước trong thì không có cá, mọi người tốt quá thì không ai chơi. Nói đủ má là không đặt. Thấy nó ăn múc cái đầu á. Múc đầu múc đít đồ xương bú bú nữa. Tại đâu có cá đâu, ăn tiết kiệm mà. Bữa nay ăn đéo dưng mới sợ á. Mà con hồi để 5 sọ nữa, 7 năm nữa mà có mấy con. Ăn này ăn trợn mắt à. Này, tôi sẽ làm cho anh một con cá ngon. Đâu ấy nữa về Phú Mỹ Hưng. Anh em cứ về quê sống, tôi muốn về đó tôi sống cho nó thanh bình. Tại già rồi đâu có ai mướn đi làm mướn nữa đâu rồi. Phải đi bảo vệ thôi chứ không phải công nhân đi gì nổi. Rồi nó sáng chủ người ta về mở cửa gâu gâu mấy tiếng xong rồi mẹ nó chủ đi gâu gâu mấy tiếng nữa bắt đầu tiếp tục ngồi. Chủ đi mình làm vua một cõi đúng không? Thù quá mày làm bảo vệ, mày làm bảo vệ khu dân cư luôn. Nhưng bảo vệ một căn. Mày làm kiểu kia gọi là quản gia rồi. Quay đi mày. Ủa nè. Từ tao ăn miếng đã. Làm mạnh không gì mình yếu. Thôi vậy nha. Quá không cho đại ca uống ít, đại ca ngồi kế tao. Đúng không? Ủa má, ông xài cá nhiễn lắm rồi đó. Má này, má ông xài cá nhiễn lắm rồi đó. Nãy giờ xài con rồi đó. ông xài luôn ruột, bỏ tử luôn. Tưới gì lắm à. Tưới vô đây một cái thôi thề, không bỏ. Tưới luôn cả khuôn mặt đâu. Tưới luôn. Tưới đây bỏ không đỡ. Cái giò sen tưới rau cải. Má ông xài nhiễn lắm rồi đó, ông nhai nhiễn lắm á. Đại ca gặp nhai kỹ nữa chứ, đồ má đâu có nuốt.
làm chả lụa đồ á, lụa cứ nhét thịt thôi. À, gặp chưa ruột, ruột cá đâu nữa, trời ơi, trời. Đại ca đã bỏ không? Não đầu ruột gan như này ăn hết trơn rồi. Mình ăn thịt không đỡ, thịt bằm mình sai đâu đỡ, đại ca luôn ruột bao tử. Bịa nữa, bịa. Vì sao không? Tại vì đại ca đi bắt, tiếc công đại ca bắt đúng không? Anh em mình đâu bắt đâu, đâu tiếc đâu, đúng không? Con cặc mày nấu nhiều mày ăn cho hết, mày bỏ mày lum la kìa. Đấy vỏ không mày, có gì đâu này. Vô. Máy quay của mình hết pin nhờ. Lấy điện thoại mình quay đỡ đi. Nghe đây ca. Anh em mình ngồi ăn nhậu bây giờ cái bãi chiến trường. Thằng Mạnh nó ăn không á. Cũng như hồi trước rồi, sau khi ăn uống xong thì anh em mình tắm như tiếp tục bắt cá. Bữa nay cá nhiều, nước cạn cá nhiều cho nên bắt đem về vợ con chút gì để ấy, chứ đi không vậy cũng không được. Giờ anh em tôi đi ra ngoài sông thôn quê mát mẻ lắm mấy bạn ơi, còn tôi thì tôi nằm ở đây. Ở đây gió mát rồi rượi luôn, đi quên đi không có đem theo cái võng, gió mát quá trời luôn, hiu hiu có mấy lon bia vô à, say mê luôn. Đây các bạn thấy không, đi chưa tới tiếng đồng hồ nè. Này tắm không muốn tiếng màu, đi ngồi đây ngâm mùi nắng mà kêu đi chưa tiếng màu, làm nó quay phim nó nói đi chưa được tiếng đồng hồ này, trong khi đó anh em mình làm trường làm nhà mà kêu bao không. Anh Cường không tiếng kia không đi bắt con mắt thôi một tiếng thôi, còn trong cái vỏ kia bắt ra chưa hết nữa nha. À, mới bắt ra có chưa tới một chút xíu à, mới mấy con à, con nào con nấy chà bá luôn nè. Có cá mạnh à. Hết tàm đi mày. Đủ ăn chưa à, em bắt cá bự bự em ăn được rồi. Điền ở trên Cường đâu ăn cá rồi đại ca ơi. Cá gì kìa.